Đại ca, chúng ta đã ngồi ở đây cả nửa ngày rồi. Thôi Hạ rốt cuộc là có ra khỏi nhà hay không? Đúng đó, chúng ta đã hút hết một bao thuốc rồi, thậm chí còn không thấy một bóng ma nào. Hay là chúng ta về đi? Có thể đi về rồi hả? Thật tốt quá. Chân của tôi tê hết rồi. Đi cái gì? Không được đi. Ở trên đưa lệnh, ở đây đợi Thôi Hạ. Ai dám bỏ chạy, tôi đánh gãy chân người đó. Nghe rõ chưa? Đại ca, xe đến rồi. Nhanh cản bọn họ lại. Có kẻ chặn xe. Lại là đám người phá hoại. Ngày kỷ niệm ngày cưới của mình, lẽ nào bọn chúng vẫn chú ý đến vợ của mình? Vợ à, em ở trong xe đợi anh. Bảo vệ chị dâu của cậu. Dạ. Kỹ năng của anh ấy cũng không kém gì mình. Nhưng mà lần trước ở quán ăn bị tên tóc đỏ làm khó, anh ấy cũng không phản kháng. Anh ấy là không muốn để mình biết thân phận thật sự của anh ấy. Sao lại là cái tên hèn nhát này? Mày quen biết Thôi Hạ sao? Đang hỏi mày đó, Thôi Hạ đâu? Tóc đỏ. Chị, sao chị cũng ở đây? Các người vừa đẩy là muốn làm gì anh ấy? Mấy cậu không sao chứ? Cậu không mau cút đi. Cậu để tôi thấy mấy người bắt nạt chồng tôi, tôi giết hết mấy người đó. Chị, tụi em chẳng làm gì cả. Vợ à, bọn họ đang sợ em sao? Sao có thể chứ? Em chỉ là một người bình thường thôi. Bọn chúng làm sao có thể sợ em chứ? Các người không sợ tôi, đúng không? Đúng đúng đúng. Chúng em chỉ là bọn bắt nạt trên đường. Làm sao có thể sợ một người con gái chứ? Lúc nãy là chân bị tê. Mình cứ cảm thấy trong chuyện này có một số điều mà mình không biết. Nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm mấy chuyện này. Phải đến buổi đấu thầu trước. Tại sao mấy người lại ở đây? Ai ra lệnh cho các người chặn xe? Nói thật đi. Là Tạ Hạ. Tạ Hạ đã sắp xếp chúng tôi, bảo chúng tôi ở đây chặn đường Thôi Hạ, không cho hắn tham gia buổi đấu thầu gì đó. Không có. Từ đây đến địa điểm đấu thầu, phục kích dọc đường đều là người của Tạ Hạ. Xem ra ngươi rất quen thuộc sự sắp xếp của Tạ Hạ. Chồng à, hay là chúng ta đem theo bọn chúng, để bọn chúng chỉ đường cho chúng ta. Chúng ta tránh những kẻ phục kích trên đường. Nhưng mà bọn họ có thể giúp chúng ta không? Bọn họ sẽ giúp. Tôi giúp. Đi thôi. Đại ca đi đường bình an. Tôi đã nói rồi, tôi là một người tuân thủ pháp luật, công dân ba tốt, luôn làm từ thiện, từ trước đến giờ chưa làm chuyện xấu nào. Các anh cũng không chịu tin tưởng tôi, bây giờ tin rồi chứ? Xin lỗi, hôm nay thật sự là một hiểu lầm. Cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi. Cảm ơn. Tôi là một công dân tốt. Thời gian cũng không còn kịp, nhanh đi đến buổi đấu thầu. Chúng ta đến rồi. Không được. Từ đây đến nơi tổ chức đấu thầu là nơi nguy hiểm nhất. Phải đi đường vòng. Nãy giờ chúng ta dù đi trên một đường thẳng thì bây giờ cũng đã đến trễ rồi. Nếu chúng ta quay lại lần nữa, chúng ta sẽ không đến kịp thời điểm đấu thầu. Không phải là ngươi đang cố ý câu giờ để chúng tôi bỏ lỡ đấu thầu chứ? Tôi không có. Tạ Hạ, ở thang máy phía trước đã sắp xếp một vài người của tổ chức cao thủ Chu Tước. Các anh chỉ cần đi theo là sẽ bị ngăn cản. Cao thủ của Chu Tước? Lẽ nào là Dương Thụy? Thật là quá đáng. Trong mắt họ còn có pháp luật nữa không? Người mà bọn họ cản trở là người của Thôi Hạ, chắc không biết sự tồn tại của chúng ta đâu. Tôi giả vờ một chút, chắc là sẽ qua được. Nếu đã chủ động đến, lần này tôi nhất định phải báo thù. Trần Vũ, cậu dẫn chị dâu của cậu tiếp tục đi đường vòng. Chồng, nếu như thực sự là Dương Thụy, chỉ sợ một khi anh ấy xuất hiện, cô ta sẽ ngăn cản anh ấy. Không được, mình phải đến đó trước, dụ Dương Thụy đi. Vợ à, đừng quá lo lắng. Chúng ta chia nhau hành động, rất nhanh sẽ vào được địa điểm của buổi đấu thầu thôi. Chồng à, anh có thể đi nhà vệ sinh cùng em không? Vợ à, em có thể nhịn một chút không? Không nhịn được rồi, bây giờ em muốn đi. Được, anh đi với em. Chồng, anh đứng đợi em xa một chút. Mùi ở đây không tốt lắm. Không được, cách xa quá, anh sợ em sẽ thấy sợ hãi. Không sao, chỉ cần có anh ở đây, em sẽ không sợ nữa. Đừng cử động. Chồng, để em ôm anh một chút. Chồng mà, em xin lỗi, em lại lừa anh rồi.
anh nhất định phải bảo vệ mình thật tốt. Mối thù của anh, em thay anh trả. Được rồi, em phải đi rồi. Anh không được cử động, cũng không được ngoái đầu nhìn em. Được. Đoán không sai, quả như là Dương Thụy. Quyết sắc gì? Làm sao cô ở đây? Chồng à, em có chút việc phải rời đi. Anh trực tiếp đi tham gia đấu thầu nha. Tìm cô có chút việc, đi theo tôi. Không được, tôi hiện đang có nhiệm vụ, một chút nữa mới đi được. Dương Thụy, cô không phải do thua tôi trong nhiều năm nên mới sợ hãi, không dám đi cùng tôi đó chứ? Tôi mà sợ cô, tôi đã đợi lâu như thế. Thôi Hạ cũng không ra ngoài, chắc là không đến đâu. Dù tôi rời đi sớm hơn chút, chắc cũng không sao. Đi đâu? Dẫn đường. Sao đến giờ cô ấy vẫn chưa ra vậy? Chồng à, em có việc sẽ đợi đi trước. Không cần đợi em, anh trực tiếp tham gia đấu thầu đi. Điện thoại cũng không nghe, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thời gian gấp rút, mình phải đến buổi đấu thầu trước. Lần sau đừng có chậm trễ thời gian nộp hồ sơ dự thầu. Buổi đấu thầu đã kết thúc, đang chờ quyết định của hội đồng đưa ra kết quả rà soát cho các hồ sơ dự thầu. Tôi sẽ thông báo kết quả cho các vị. Được. Được. Quyết sắc gì? Cô đưa tôi đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Bây giờ có thể nói được chưa? Đấu một trận đi, là chuyện này sao? Tôi thua rồi. Quyết sắc gì? Thủ lĩnh cấm người trong nhà đánh nhau. Nếu cô vi phạm, không chỉ có cô bị tổ chức truy sát, chồng của cô cũng không thể sống yên ổn đâu. Tôi biết. Vậy cho nên tôi muốn cho cô ăn cái này. Đây là thuốc nói thật. Cô muốn biết điều gì hả? Dương Thụy, hãy nhìn vào mắt tôi. Chu Tước có phải đang nghi ngờ thân phận của chồng tôi Trương Nam không? Tôi nói với thủ lĩnh, Trương Nam không phải là kẻ thù của Chu Tước. Dương Thụy ngu ngốc, nhưng mà thủ lĩnh rất thông minh. Ông ta đã có thể đoán được chồng của mình là Tạ Chiêu. Không được, tôi bắt buộc phải hành động trước một bước. Quên đi chuyện vừa rồi, cút đi. Dạ. Là ai ở đó? Bước ra đây. Quyết sắc gì vậy mà lợi hại như thế? Nếu như mình có thể thuyết phục cô ta hợp tác với mình, mình sau này còn sợ Dương Thụy sao? Nói không chừng còn có thể tìm được cơ hội triệt để loại bỏ Chu Tước. Ai ở đó? Bước ra đây. Quyết sắc gì? Là tôi đến tham dự đấu thầu. Đi ngang qua đây, không phải cố ý nghe lén đâu. Đi ngang qua đây. Tạ Hạ. Cô biết tôi sao? Vậy thì dễ nói với cô rồi. Tôi nghe nói là cô luôn muốn lui về ở ẩn, mà Chu Tước lại không muốn để cô đi. Có gì muốn nói thì cứ nói, đừng nói nhảm. Còn nữa, anh bây giờ nên gọi tôi là Đường Dung hoặc là cô Đường. Cô Đường à, tôi muốn hỏi cô một câu hỏi cá nhân. Cô cảm thấy chồng của cô là một người như thế nào? Tạ Hạ hỏi như vậy, lẽ nào hắn cũng đã phát hiện thân phận của chồng mình? Chồng của tôi chỉ là một người bình thường. Mình chắc chắn không có nhận nhầm người. Chồng của Quyết Sách Di chắc chắn là Tạ Chiêu. Nhưng Quyết Sách Di có vẻ như chẳng biết gì về thân phận của Tạ Chiêu. Lẽ nào vì để phục thù mà Tạ Chiêu cố ý che giấu thân phận trốn tránh cô ta? Cô Đường à, chúng ta hợp tác đi. Cô không phải luôn muốn thoát khỏi Chu Tước là một người bình thường sao? Tôi cũng muốn rời khỏi Chu Tước, điều hành tập đoàn Tạ Thị. Chúng ta đều có một kẻ thù chung, đó là Chu Tước. Không biết anh ta rốt cuộc lại đã có ý gì chứ? Được. Sắp đến giờ công bố thầu rồi, cô có muốn cùng tôi đi xem không? Được thôi. Tạ Hạ bước vào hội trường rất có khả năng gặp được chồng mình. Mình nhân cơ hội này thử thăm dò Tạ Hạ. Nếu như anh ta dám làm gì hại đến chồng mình, mình sẽ giết anh ta, trực tiếp tiễn anh ta đi đầu thai. Đại ca, chị Dâu vẫn không nghe điện thoại sao? Trần Vũ, chuyện ở đây giao cho cậu. Tôi thấy không yên tâm, tôi đi tìm cô ấy. Được. Tập đoàn Chính Quang đã trúng thầu, chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng tập đoàn Chính Quang. Ông Tạ hãy đi cùng với tôi. Ông cần phải trả tiền cho trái phiếu thương mại quốc tế này, và chúng ta cũng cần phải thương lượng cho thời gian ký hợp đồng cụ thể. Lão đại, anh đi đi, em đi tìm chị Dâu. Được. Phiền anh dẫn được. Chồng mình trúng thầu rồi, thật là tốt quá. Là Tạ Chiêu, hắn ta vậy mà lại ở đây.
Vừa đúng lúc tôi phải kiểm tra một lần nữa thái độ của Quyết Sát Vi đối với Tạ Chiêu. Cô Đường, tôi muốn hỏi cô, nếu như chồng của cô lừa dối cô thì cô sẽ làm gì? Tạ Hạ đang thăm dò mình, mình phải nói gì đó tàn nhẫn một chút để anh ta tin mình. Nếu như Tạ Tổng nuôi một con chó, nó cắn anh, Tạ Tổng sẽ làm gì? Tôi sao? Giết nó. Không, cách này không được, quá dễ dàng cho nó rồi. Tôi sẽ lấy tất cả mọi thứ của hắn, đập tan niềm kiêu hãnh của hắn, đợi hắn ta biến thành hạt bụi. Khi hắn ta không còn gì trong tay, tôi sẽ đẩy hắn xuống địa ngục một lần nữa. Được. Tạ Hạ, vợ mình làm sao lại ở cùng với hắn ta? Em họ yêu dấu của anh, em có nhớ anh nhiều lắm không? Tạ Hạ, anh làm sao lại ở cùng với vợ của tôi? Tay anh ấy run rẩy. Là vì hận hay là vì sợ? Chồng mà, nếu như anh biết thân phận của em, có hối hận gì đã bảo vệ cho em không? Hai người, một người họ Trương, một người họ Tạ, sao có thể là anh em được? Em họ, sao cậu lại lừa dối vợ mình vậy? Cậu rõ ràng tên là Tạ Chiêu, là đại thiếu gia của Tạ Thị ở Chu Thành. Những gì Tạ Tổng nói là thật sao? Anh không phải là Trương Nam, càng không phải là một người bình thường. Anh vẫn luôn nói dối em. Vợ à, em nghe anh giải thích, anh không phải là cố ý lừa dối em. Bất kể là anh có hay không có ý lừa dối em, anh lừa em, đây là sự thật sao? Đúng. Vợ à, nếu như đánh anh có thể làm cho em bớt giận, em cứ đánh. Em ghét nhất là bị người khác lừa dối. Trương, không, Tạ Chiêu, chúng ta ly hôn đi. Tạ Chiêu, ly hôn với kẻ thù giết cha của anh đi. Vợ ơi, đừng ly hôn, nghe anh giải thích có được không? Tại sao em phải nghe những lời dối trá đó? Tạ Tổng, chúng ta đi thôi. Vợ, anh không biết làm sao mà em quen biết với Tạ Hạ, nhưng hắn ta không phải là người tốt. Em đừng ở gần hắn ta. Về nhà với anh đi. Thật là ồn ào. Cô Đường à, cô quyết định không chấp lấy cơ hội này lấy mạng Tạ Chiêu sao? Ở đây có rất nhiều tai mắt, giết Tạ Chiêu tôi còn có thể chạy thoát sao? Hơn nữa, giết anh ta không phải là quá dễ dàng cho anh ta sao? Tôi phải lợi dụng tốt anh ta, tra tấn anh ta, lấy đi mọi thứ của anh ta mới có thể giải tỏa cơn giận trong lòng của tôi. Cô Đường, tôi xem đứa em này của tôi đã thật lòng với cô rồi, cô vẫn quyết định tàn nhẫn như vậy sao? Như vậy là vì anh ta không biết thân phận thật sự của tôi. Nếu như anh ta biết, anh ta sẽ làm gì đối với tôi? Thật thú vị, thì ra giữa hai người đối với đối phương đều luôn che giấu thân phận của mình. Tạ Tổng, không được nói cho anh ta biết thân phận thật sự của tôi. Tôi phải lợi dụng tình cảm của anh ta để trả thù anh ta. Được. Tôi đã cố gắng hết sức triển khai thật tốt. Hạng mục hàng chục tỷ này vẫn cứ bị tập đoàn Chính Quan cướp đi. Các người nói cho tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì? Trình độ chuyên môn hiện tại của Tạ Thị tạm thời lạc hậu so với Chính Quan. Tôi sớm đã nói rồi, một khi họ tham gia đấu thầu, chúng ta chắc chắn sẽ không có cơ hội. Thủ lĩnh là Quyết Sát Vi lừa tôi rời khỏi vị trí, mới để cho người của Thôi Hạ lợi dụng lỗ hổng đó đến nộp hồ sơ dự thầu. Tôi cũng không biết sự sắp xếp của ông. Chẳng qua tôi phát hiện ra Tạ Chiêu. Tạ Chiêu quả nhiên vẫn còn sống. Đúng, không những chưa chết mà còn xuất phát từ một tai nạn, được tôi cứu sống và kết hôn với tôi. Thủ lĩnh, Tạ Chiêu đến bây giờ cũng không biết thân phận thật sự của tôi, cho nên nhiệm vụ giết hắn ta hãy để cho tôi làm. Quyết Sát Vi, cô làm sao để tôi có thể tin cô chứ? Viên thuốc này được làm từ những chất có độc tính cao, hơn nữa chỉ có tôi mới có thuốc giải. Nếu như cô muốn bán mạng cho tôi thì hãy uống nó. Đây là thuốc độc, không có thuốc giải độc, uống vào chắc chắn sẽ chết. Thủ lĩnh đã không tin mình thì ông ta sẽ loại bỏ mình, sau khi hết giá trị lợi dụng, thủ tiêu mình. Thủ lĩnh, Quyết Sát Vi là một lòng một dạ, muốn làm một người bình thường. Tôi lại thấy cô ấy không dám nuốt viên thuốc này, mà là đang có suy nghĩ khác. Được, nhiệm vụ giết Tạ Chiêu
sẽ giao cho Quyết Sắc Di. Tạ hạ. Không biết ngươi làm cách gì, khu phát triển Hành Bắc phải lấy bằng được nó cho tôi. Cô Đường, đã nói là cùng nhau hợp tác. Cô nhận nhiệm vụ của thủ lĩnh mà không có sự cho phép của tôi, là cô muốn nuốt lời sao? Tôi nhận nhiệm vụ của thủ lĩnh là để ông ấy hạ thấp cảnh giác, nhận được sự tín nhiệm của ông ấy. Tín nhiệm? Cô đã uống thuốc độc của ông ấy, bị ông ấy điều khiển cuộc sống. Tôi làm sao tin cô? Cô không uống nó, chỉ là một thủ thuật nhỏ để lừa dối ông ấy. Tạ tổng, nếu đã không tin tôi thì hãy để tôi ra khỏi mắt của anh. Tôi tuy là không phải một nhân viên tốt, nhưng là một vệ sĩ giỏi. Điều này rất phù hợp với mình. Có Quyết Sắc Di ở đây, mình cũng không cần phải sợ Dương Thụy nữa. Được, vậy thì giết Tạ Hạ trước, đem Tạ Thị trả về lại cho anh đấy. Vợ à. Đại ca, anh tỉnh rồi. Trần Vũ, chị dâu của cậu đâu? Cô ấy đã trở về chưa? Vẫn chưa. Điện thoại của chị dâu vẫn không thể gọi được. Đại ca, rốt cuộc là có chuyện gì? Anh làm sao lại bị ngất xỉu? Không biết làm sao mà cô ấy lại ở cùng với Tạ Hạ. Kết quả hai người họ gặp được tôi, Tạ Hạ nói ra thân phận thật của tôi. Gì chứ? Vậy thì không phải anh sẽ lại bị ám sát nữa sao? Tôi không quan tâm điều đó nữa. Cô ấy cùng Tạ Hạ rời đi, tôi phải đi tìm cô ấy. Không cần phải đi tìm cô ấy đâu. Vợ của anh đã nhờ người gửi cho anh thỏa thuận ly hôn rồi. Đây không phải là thật. Thôi Hạ, anh là đang đùa với tôi sao? Tôi có thể lấy chuyện này ra đùa giỡn với anh sao? Anh tự mà xem đi. Đây là nét chữ của vợ anh đúng không? Vợ ơi, anh không tin em dùng cách này mà buông bỏ hôn nhân của chúng ta. Em nhất định là có nỗi khổ không thể nói ra. Tôi phải đi tìm cô ấy hỏi rõ. Tạ Chiêu, anh bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm. Vợ của anh rời khỏi anh, vậy mà có khi càng an toàn hơn. Nhưng Tạ Hạ là một kẻ tàn nhẫn, tôi lo cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Anh bình tĩnh đã. Tạ Hạ không phải là một kẻ ngu ngốc không có não. Hắn tiếp cận với vợ của cậu là muốn lợi dụng cô ấy đổi lấy lợi ích, hoặc là bắt cậu lấy mạng cô ấy, hoặc lấy mạng của cậu, chọn một trong hai. Đây cũng là nói Tạ Hạ với cậu trước khi tiến hành giao dịch. Vợ của cậu vẫn an toàn. Tôi hiểu được tâm tư của Tạ Hạ. Tôi chỉ là Tạ Chiêu. Chuyện bây giờ mà cậu nên làm là nhanh chóng lấy lại những gì thuộc về cậu, lấy lại tập đoàn Tạ Thị. Bằng không cậu sẽ phải chết. Tạ Hạ đang sợ thủ lĩnh qua cầu đút gián. Tất cả những giao dịch của hắn và thủ lĩnh đều đã được lưu lại. Chỉ cần tìm thấy những tài liệu này, có thể đưa bọn họ ra trước pháp luật. Tạ Hạ sẽ giấu tài liệu ở đâu? Có ai không? Tha mạng. Chị, là em tóc đỏ đây, chị đừng giết em. Cậu sao lại ở đây? Chị, em là bảo vệ, em đang đi tuần tra. Chị cứ tiếp tục đi, em sẽ xem như chưa thấy gì. Nhỏ tiếng một chút. Cái gì cũng không biết, em đi tuần tra tiếp đây. Ngươi chỉ có một trong hai lựa chọn. Một là giúp ta, hai là chết ngay tại đây. Chị, em giúp chị. Đưa đèn pin cho tôi, đi ra ngoài canh chừng đi. Đây chị, đúng rồi, chị yên tâm. Mỗi một tầng chỉ có một bảo vệ, sẽ không có ai dám quấy rầy chị đâu. Em canh chừng cho chị. Tạ tổng, đã tối như vậy rồi, anh còn đến tăng ca sao? Về công ty lấy ít đồ. Tăng làm đi. Dạ, cảm ơn Tạ tổng. Chị mau trốn đi, có người đang đến. Hình như có gì đó không ổn.
Chị, không đúng. Em chỉ cần tiếp tục tuần tra là được rồi. Sao phải ở đây trốn với chị? Tôi bây giờ vẫn là vệ sĩ của anh ta. Ồ, chị đi đâu vậy? Cậu đi với tôi. Chị, đây không phải là biệt thự của tôi hả sao? Chị đem em đến đây làm gì? Chồng của tôi ở đây. Cậu đem tập tài liệu này vào trong, đưa tận tay cho chồng của tôi. Nếu anh ta có hỏi tài liệu này ở đâu mà có, cậu chỉ cần nói là cậu tự mình lấy nó, không được nhắc tới tôi. Được. Vợ à, đừng đi. Tạ Chiêu, sao cậu lại khóc? Cậu đã thức suốt đêm để khóc đó hả? Hay là cậu đi ngủ một chút đi? Tôi vừa mơ một giấc mơ. Vợ tôi cô ấy nói cô ấy sẽ thay tôi báo thù. Chỉ là mơ thôi mà. Cậu Thôi Tổng, ở ngoài có người nói có tài liệu muốn đưa cho Tạ Tổng. Tóc đỏ, người tới đây làm gì? Tạ Tổng, tôi có một số tài liệu, anh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đây là hành vi tham ô công quỹ của Tạ Hạ và bằng chứng của việc thuê sát thủ giết người. Cậu làm sao có được nó? Chỉ có tôi tiên đoán như thần. Biết anh sẽ hỏi cái này đến từ đâu? Chị của cậu, cậu nói là vợ của tôi sao? Chính là cô ấy đưa tài liệu này cho cậu sao? Không phải. Tài liệu này là tự em trộm được từ chỗ của Tạ Hạ. Em từ lâu đã không thích anh ta. Anh nói xem người này làm nhiều chuyện ác, chắc chắn là bị báo ứng. Cậu đang nói dối. Nếu như cậu muốn Tạ Hạ bị bắt, cậu nhất định sẽ đem tài liệu này đến cơ quan điều tra, chứ không phải đặc biệt đem nó tới cho tôi. Toi rồi, nhất thời nói dối quá trời. Không được, mình phải nhanh chóng rời đi. Mau nói là ai đã sai cậu đem nó tới đây. Em không thể nói. Dù sao cũng là người rất quan tâm đến anh. Tiểu Chiêu, bây giờ tập đoàn Tạ Thị đang mở một cuộc họp hội đồng quản trị. Đây chính là cơ hội để cậu quay trở về. Nhanh, cầm tài liệu này, đi báo thù đi. Được. Tạ Hạ, kể từ khi anh tiếp quản Tạ Thị, liên tục mất hàng trăm triệu. Bây giờ đến khu phát triển Hành Bắc cũng không thể giành được. Anh nên tự động từ chức đi. Tôi có trong tay 50% cổ phần. Tập đoàn Tạ Thị có toàn quyền phát biểu. Chỉ dựa vào mấy ông già các người cũng muốn tôi từ chức sao? Anh chỉ có 10% cổ phần ở đây thôi. Phần còn lại là 41% thuộc về Tạ Chiêu, Tạ Đại Thiếu Gia. May mà những lão già này vẫn không biết Tạ Chiêu còn sống. Nếu không thì mình cũng không thể giữ nổi chiếc ghế này. Xem ra mình phải bảo Quyết Sắc Di nhanh chóng ra tay mới được. Tạ Chiêu đã chết một năm trước rồi. Đừng nhắc đến cậu ta trước mặt tôi nữa. Tạ Hạ, chúng tôi nghi ngờ anh có ý thuê sát thủ giết người, tham ô công quỹ. Phiền anh đi cùng chúng tôi một chuyến. Tại sao lại đến nữa rồi? Tôi chẳng phải đã nói tôi là một người tuân thủ pháp luật, công dân ba tốt sao? Tạ Hạ, chứng cứ rành rành, anh đã bị bắt. Là Đại Thiếu Gia, cậu ấy vẫn còn sống. Tạ Đại Thiếu Gia quay trở về rồi, công ty chúng ta được cứu rồi. Tạ Đại Thiếu Gia, tôi hỗ trợ cậu tái bổ nhiệm làm chủ tịch. Tôi cũng ủng hộ Tạ Đại Thiếu Gia nhậm chức. Tạ Hạ, bây giờ đến lượt anh nếm thử cảm giác mất đi tất cả. Còn có tội danh cố ý giết người, anh cứ tự mình đi vào đó tận hưởng đi. Buông tôi ra, Tạ tiên sinh. Phản kháng sẽ chỉ làm tội nặng hơn. Hãy thành thật về đi cùng chúng tôi. Cút đi. Chứng cứ trong tay Tạ Chiêu đủ làm tôi mất mạng hai lần. Tuyệt đối không thể để nó nắm chắc được. Tạ Hạ, Quyết Sắc Di, nhanh chóng giúp tôi. Nó thủ lĩnh đến cứu tôi. Tôi sắp bị bọn họ bắt đi. Tôi nhất định sẽ lôi hắn xuống cùng. Tạ Hạ, anh chạy không thoát đâu. Tôi cũng sẽ không để cho anh chạy thoát. Cô phản bội tôi. Tóc đỏ, mau đem hắn tới chỗ của chồng tôi. Lần trước đến đưa tài liệu, chồng chị đã nghi ngờ sau lưng em có người chống lưng. Lần này còn đem Tạ Hạ đến đó, anh ấy nhất định sẽ ép cung em. Vậy thì cậu phải diễn cho tròn vai trước mặt anh ấy, hay là cậu muốn diễn trước mặt Diêm Dương? Chị yên tâm, em chắc chắn sẽ giữ bí mật. Nhanh lên một chút, Tạ Hạ đầy thủ đoạn, nếu như để anh ta chạy mất, rất khó để bắt hắn lại. Tạ Tổng, em cuối cùng cũng bắt được Tạ Hạ cho anh rồi. Đừng quá lo lắng, chỉ là ngất đi mà thôi. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Lại là cậu. Người phía sau cậu rốt cuộc là ai? Có phải là vợ của tôi không? Tôi chẳng có ai chống lưng cả. Tự tôi cản được Tạ Hạ đó. Cậu chẳng có khả năng này. Cậu làm bảo vệ ở Tạ Thị sao? Có gặp qua vợ tôi không? Tôi
Tôi chưa từng gặp qua. Tạ tổng, Tạ đại thiếu gia, cậu đi đâu vậy? Tạ hạ bị bắt đi rồi. Mọi người ở trong công ty đều đang lo lắng. Cậu hãy mau trở lại chủ trì đại cục. Vợ à, có phải là em đang âm thầm giúp anh không, Tạ tổng? Đến đi. Chồng à, Tạ thì đã trả lại cho anh rồi. Kẻ thù của anh chỉ còn lại Chu Tước và em. Anh yên tâm, em sẽ đi tìm thủ lĩnh, dùng máu của ông ta tỏ lòng tôn kính với cha của anh. Quyết sát gì? Thủ lĩnh bảo tôi hỏi cô, Tạ hạ tại sao lại bị bắt đi? Có phải liên quan tới cô không? Còn nữa, cô có phải đã sớm biết chồng của cô là Tạ Chiêu không? Cái gì? Chồng của tôi là Tạ Chiêu? Đừng giả vờ. Đi theo tôi, thủ lĩnh muốn gặp cô. Thủ lĩnh, Quyết sát gì đã đến rồi. Quyết sát gì? Tạ hạ bị bắt. Tại sao cô lại không cứu? Cô sớm đã biết chồng của cô, Tạ Chiêu, âm mưu trả thù, có đúng không? Thủ lĩnh, chuyện này tôi thật sự không biết. Chồng của tôi là Tạ Chiêu. Về phần của Tạ hạ, tôi không cứu hắn là bởi vì hắn đã phản bội ông. Đừng tiểu thư, hãy hợp tác với tôi. Cô muốn thoát khỏi Chu Tước là một người bình thường. Tôi cũng muốn thoát khỏi bọn họ, tự mình điều khiển Tạ thị. Kẻ thù của chúng ta là Chu Tước, cùng một mục tiêu. Chuyện tới ngày hôm nay, dùng internet tố cáo bọn chúng, làm cho bọn chúng bị pháp luật trừng phạt là con đường duy nhất mà tôi có thể lựa chọn. Quyết sắc gì? Vậy thì cô cũng đã phản bội tổ chức rồi. Tổ chức Chu Tước độc ác tàn bạo, xem mạng người dưới cỏ rác. Các người trong những năm này vì những ham muốn ích kỷ mà giết người vô tội, đáng lẽ phải xuống địa ngục từ lâu rồi. Cô cuối cùng cũng thành thật bản thân phản bội tổ chức. Nhìn sự nhanh nhẹn của cô, viên thuốc mà tôi đưa cho cô, cô vẫn chưa uống nó. Đúng vậy, tôi không uống nó. Mấy năm nay số người phải chết trong tay của các người quá nhiều. Vào lúc nửa đêm, các người không sợ có những bóng ma đến đòi mạng hay sao? Bọn chúng nếu như dám đến, tôi sẽ giết bọn chúng thêm một lần nữa. Chồng ơi, em đau quá. Nhát dao bẹm đã đâm anh lúc đó, có phải anh cũng đau như vậy không? Anh không sao chứ? Có phải cảm thấy không khỏe không? Vai trái của tôi đột nhiên đau dữ dội. Có phải vợ tôi đã xảy ra chuyện rồi không? Không được, tôi phải đi tìm cô ấy. Gọi tóc đỏ đến đây. Được. Tạ tổng, tìm tôi sao? Tôi hỏi anh một câu hỏi. Vợ của tôi đang ở đâu? Nói mau. Tạ tổng, thật ra tôi vừa nhìn thấy một livestream. Cô ấy bị thương rồi. Trong vòng 15 giây, gửi đơn vị của nơi đó cho tôi. Vợ ơi, vợ. Quyết sát gì? Cô phản bội tổ chức, phản bội thủ lĩnh. Hôm nay cô chắc chắn phải chết. Chỉ cần có thể đem theo các người cùng chết với tôi có chết cũng không hối tiếc. Chỉ dựa vào cô thôi sao? Lời nói và hành động của các người đều đã được tôi công khai phát trực tiếp rồi. Quyết sát gì? Cô điên rồi. Như vậy thì cô cũng không thể sống. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sống sót. Tôi bây giờ sẽ hủy đi chiếc điện thoại này. Hủy đi chiếc điện thoại này thì sao? Tội ác của các người đều đã được mọi người nhìn thấy rồi. Không ai có thể chạy thoát sự trừng phạt của pháp luật. Quyết sát gì? Tôi quyết chiến với cô. Vợ ơi, em làm sao vậy? Chồng ơi, sao anh lại ở đây? Anh mau đi đi. Tạ Chiêu, anh đến rồi thật tốt. Thế thì đi theo vợ hiền của anh đi. Cũng chính là kẻ thù giết cha của anh. Cùng nhau đi chết đi.
Vợ của tôi không phải là kẻ thù giết cha tôi. Chuyện đến hôm nay mà anh còn không biết thân phận thật sự của vợ anh sao? Câm miệng, cô ấy có một mật danh là Quyết Sát Di, là người của tổ chức Chu Tước, đệ nhất sát thủ, và cũng là người đã giết chết cha của anh, lấy đi mọi thứ của anh và gây ra mọi chuyện. Vậy thì cô là ai? Sát thủ của tổ chức Chu Tước? Nhìn trang phục của ông, chắc chắn là thủ lĩnh của Chu Tước. Anh đoán không sai. Vậy các người đều phải chết. Hai người các người đều thắng không nổi tôi đâu. Tạ Chiêu, cuộc đời này đừng nghĩ đến chuyện thay cha cậu báo thù. Tôi đã báo với cảnh sát rồi, họ sẽ đến ngay. Chỉ cần ông bị bắt thì thù của cha tôi đã báo thù xong. Mày dám gọi cảnh sát? Mau đi thôi. Hôm nay đừng ai nghĩ đến chuyện trốn thoát. Dựa vào cậu mà dám cản tôi, muốn chết sao? Chúng ta cùng nhau đánh. Vợ à, em bị thương rồi, hãy để anh. Anh ấy đã biết thân phận thật sự của mình, vẫn nguyện ý gọi mình là vợ. Vết thương này chẳng đáng là gì cả. Lúc này mà còn ở đây nói chuyện tình cảm với nhau, đôi cẩu nam nữ. Đi chết đi, cô ta giao cho em. Đối đầu với thủ lĩnh, chúng ta không có cơ hội chiến thắng. Mình phải tìm cơ hội để giả chết, sau đó tìm cơ hội ám sát hắn. Mình vẫn còn một chút sức lực cuối cùng, nhất định phải thành công. Vợ ơi, dám không để tôi đi, vậy thì hôm nay sẽ để cho người chết ở đây. Vợ ơi. Chồng. Chồng. Em xin lỗi. Em nợ ba của anh một mạng. Nhưng mà vừa nãy cũng đã cứu anh một mạng. Chúng ta một mạng đổi một mạng. Sau khi em chết, hãy tha thứ cho em, có được không? Vợ à, em đừng nói bừa. Em sẽ không chết đâu. Còn nữa, anh sớm đã biết thân phận của em. Ngày đó, tóc đỏ đến đưa chứng cứ phạm tội của Tạ Hạ. Anh đã nằm mơ. Em đừng đi. Sau khi tỉnh dậy, anh nhớ ra mình bị em thôi miên. Em hỏi anh có giết em không? Không có đâu. Anh hận Quyết Sát Di, nhưng anh yêu vợ của anh. Cảm ơn anh, chồng của em. Vợ ơi, em đừng dọa anh. Vợ ơi, không, không, vợ ơi, không, vợ ơi. Trường Mẫu Giáo. Cảm ơn Tạ tiên sinh đã gửi đến vật liệu và quyên góp. Tôi đại diện cho trường mầm non và các bạn nhỏ. Cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của ông. Không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ là vì thay vợ mình làm chút chuyện tốt mà thôi. Vợ của ông bị bệnh gì sao? Không, cô ấy qua đời rồi. Tôi muốn tích lũy thêm công đức, cầu nguyện cho cô ấy ở kiếp sau có thể gặp lại tôi.